Hello anh em, xin chào toàn thể anh em quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình tiếp tục review cho anh em một vài công thức bắt cầu tài xỉu ở trên con game bài đổi thưởng này nhá. Đối với game bài đổi thưởng thì mình thấy là tài xỉu là đông anh em tham gia nhất, nhưng mà đa số anh em chơi theo cái kiểu là đỏ đen, chơi không có một cái công thức nào cả, nên là cái tỷ lệ thua nó sẽ rất là cao. Đó thì anh em nào mà chưa nắm được cách chơi á, anh em có thể là tham khảo qua cái cách của mình nhá. Ok chưa? Rồi mình sẽ vào trong cái bàn tài xỉu mở đến 5, mình check cầu này. Cầu đang đi cũng không được đẹp anh em ạ. Đi cũng kiểu là ngắn thôi. Với cái dạng cầu này thì mình sẽ check xí ngầu nhá. Ok. Check xí ngầu một trước này. Check khoảng vài tay. Xí ngầu 1 thì hiện tại 12 cộng với 5 bằng 17 ra tài, 11 cộng với 6 bằng 17 ra tài. Rồi bắt xeo xí ngầu 1 nhá. Rồi lấy 12 cộng với 2 này thì sẽ là bằng 14. 14 thì vào xỉu. Ok chưa? Rồi làm luôn 10 củ. Tổng chẵn thì vào xỉu anh em ạ, và tổng lẻ thì sẽ vào tài. Rồi. Để xem thế nào nhá, xem có chuẩn bài được thế này hay không. Anh em hãy cùng chờ kết quả. Rồi húp luôn tay đầu anh em ơi. Chuẩn chỉ chưa? Một cái cách tính điểm xí ngầu rất là hay. Đơn giản nhưng mà hiệu quả thì lại cực kỳ là cao anh em ạ. Đó là 10 củ. Check tiếp nhá. Ok chưa? Lấy 9 cộng với 6 bằng 14. Vừa rồi là 12 cộng với 2 bằng 14. Giờ 9 cộng 6 là bằng 15 chứ. 9 cộng 6 bằng 15 thì sẽ vào tài, tổng lẻ mà. Rồi ta này sẽ vào 4 củ nhá. Ta này sẽ giảm đi bởi vì mình sợ là nó tiếp tục đi cái cầu 33, nên là ta này sẽ vào 4 củ thôi. Ok chưa? Đó, lấy tổng điểm phiên cộng với điểm xí ngầu 1. Anh em có thể tùy biến, anh em có thể là lấy theo xí ngầu 2 hoặc là xí ngầu 3 cũng được. Đó, quan trọng là phải check kỹ vài tay, nếu như đang đi đẹp thì anh em bám theo. Không đẹp thì thôi. Rồi tài luôn anh em. Qua chuẩn bài luôn anh em ạ, không có gì là khó cả phải không ạ? Rất chi là đơn giản nhá. Rất chi là đơn giản. Tiếp tục check xí ngầu tiếp này. Rồi xí ngầu để xem nào. 15 cộng 6 bằng 21, 21 tổng lẻ vào tài. 3 củ. Đó, đơn giản nhá. Để xem tay này thế nào. Liệu có thành công được hay không? Hôm nay kiếm khoảng lấy 20 mét là nghỉ đẹp anh em ạ. Vậy thôi. Không cần nhiều. Kiếm khoảng 20 mét thì là quá ổn rồi đấy. Ok nhá. Một cái công thức xí ngầu rất là hay. Đơn giản nhưng mà hiệu quả của nó thì lại cực kỳ là cao anh em ạ. Đó. Không có gì là khó cả. Mình cũng đã áp dụng khá là nhiều rồi nên cảm thấy rất là ok đấy. Tài. Rồi ok luôn. Ngon. Quá chuẩn bài luôn anh em, làm hơn chục rồi đấy. Đơn giản thôi, không có gì là khó. Quá là đơn giản. Tiếp tục check tiếp này. Lấy 11 này cộng với 3 thì sẽ là bằng 14. À, tổng chẵn rồi. 11 cộng 3 bằng 14. Tổng chẵn vào xỉu. Tổng chẵn thì sẽ vào xỉu. Rồi, ta này sẽ vào 3 củ tiếp nhá. Đó, cứ đều đều vậy thôi anh em. Mấy phát này cứ đều đều 3 củ thôi. Không có tham nữa. Để xem tình hình thế nào. Liệu có thành công được tay này hay không? Anh em cùng chờ kết quả nhá. Đối với cái cách bắt theo xí ngầu thì nó rất là dễ. Nhưng mà khi anh em mà muốn chơi theo xí ngầu á, thì anh em lại phải check. Đồ xỉu luôn này. Ngon chưa? Quá ngon luôn. Đó, anh em cần phải check vài tay
để xem nó đi như thế nào, phải không ạ? Nếu như nó mà đi đều đẹp thì anh em bán theo. Mình đang bắt ăn thông mấy tay rồi anh em ạ. Đang lãi đó khoảng 19 mét rồi. Lấy 10 cộng với 2 bằng 12, 12 tổng chẵn. Tổng chẵn thì sẽ là vào xỉu à. Rồi, tên này sẽ vào tiếp nhá. Vào tiếp 3 củ đi. Ok chưa? Vào tiếp 3 củ để xem tên này liệu có thành công được hay không. Để xem liệu có thành công được không anh em. Tiếp tục chiến em nó. Rồi. Nói chung là cách nào vậy thôi anh em ạ, vẫn có điểm gãy đấy, nên là không nên tham nữa nhá, cứ đều đều thôi. Vào đều đều cho nó chắc ăn này. Thôi, tao đã xịt rồi đấy. Đã đến lúc xịt rồi anh em ạ. Nói chung là cách nào vậy mà vẫn có đến lúc là nó xịt phải không ạ? Đó. Vẫn đến lúc là nó xịt. Rồi ok. Check tiếp một tay đã đi. Tính sau. 12 cộng với 5 bằng 17. 17 tổng lẻ. 17 tổng lẻ vào tài đi. Tay này không ăn được thì lại đảo sang cái ngược lại nhá. Tay này không ăn được thì sẽ đảo ngược lại. Rồi ok, cũng chờ kết quả anh em ạ. Tay này mà ăn á thì mình sẽ chiến tiếp nhá. Nếu mà thua tay này mình sẽ nghỉ luôn, bởi vì khi mà đã thua thông vài tay thì chứng tỏ là cầu đi rất là xấu. Mà đã xấu rồi á thì nó khá là khoai anh em ạ. Đó, anh em mà chơi tiếp thì tỷ lệ thua tiếp sẽ rất là cao. Rồi để xem thế nào nhá, tài không đây. Đủ xỉu anh em ạ. Như vậy là cuối cùng còn lại đã có 12 củ rồi. Rồi ok nhá. Nghỉ thôi anh em ạ. Anh em mà thấy video hay ủng hộ mình bằng một like một follow nhá. Công thức xí ngầu này thì mình thấy rất là hay, nhưng mà ở cái đoạn sau này nó đang bẻ ngạn nên tốt nhất là nên nghỉ thôi. Rồi chào tạm biệt anh em nhé.